Mến chào các bạn! Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những mảnh ghép cuộc đời của tác giả Jim Rohn Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 4 Thành quả Bất kỳ hoạt động của tổ chức hay cá nhân nào khi được thực hiện vào đúng thời điểm và trải qua một thời gian đủ dài sẽ tạo ra một kết quả đúng như dự đoán Sở dĩ phải chọn đúng thời điểm là để gia tăng hiệu suất và mục đích của hành động chính là thành quả. Thành quả là vụ thu hoạch sau những nỗ lực trong quá khứ. Nếu người nông dân chỉ gieo một nắm hạt giống vào mùa xuân, thì anh ta không thể trông chờ sẽ gặt hái được một vụ mùa bội thu khi thu tới. Tương tự, nếu một người chỉ thực hiện một lượng hành động tối thiểu trong quá khứ, thì anh ta không thể kỳ vọng đạt được những thành quả to lớn ở hiện tại. Thành quả luôn tương xứng với nỗ lực. Nhưng ai nghỉ ngơi vào mùa xuân sẽ không có gì để gặt hái vào mùa thu. Dẫu khao khát của họ có cháy bỏng tới đâu. Thành quả là phần thưởng dành cho những ai có sự lo xa, sẵn sàng nắm lấy những cơ hội ban đầu. Nếu những cơ hội đó bị bỏ lỡ, thì phần thưởng sẽ bị trì hoãn. Cơ hội của mùa xuân rất ngắn ngủi. Cơ hội đến và đi rất nhanh chóng. Nó không nấn ná ở lại, cũng không ngoái lại nhìn ai. Cơ hội chỉ tự để lộ mình và những ai chào đón sự xuất hiện của nó bằng hành động thông minh sẽ đạt được thành quả mong muốn ở cấp độ cao nhất những gì chúng ta làm quyết định thành quả tương lai giống như người nông dân canh tác đất đai để chuẩn bị gieo trồng chúng ta cũng phải làm việc để xây dựng một triết lý vững vàng giống như người nông dân tưới tắm và bón phân cho mùa màng để diệt trừ cỏ dại và nuôi dưỡng hạt giống đang nảy mầm chúng ta cũng phải nỗ lực để xây dựng một thái độ mới và giống như người nông dân chăm sóc cho vụ mùa từ sáng sớm tới tối mịt để đón vụ thu hoạch tương lai chúng ta cũng phải lao động hàng ngày nếu như những công sức trước đây của chúng ta chỉ mang lại một vụ mùa nghèo nàn thì bây giờ chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó cả chúng ta không thể thay đổi quá khứ chúng ta không thể yêu cầu tự nhiên phải tạo ra ngoại lệ cho dù chúng ta có đói đến đâu đi chăng nữa tự nhiên cũng sẽ không cho phép chúng ta yêu cầu đất đai cho mình thu hoạch trước, trồng cấy sau. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho sự xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra của một mùa xuân tiếp theo. Một cơ hội tiếp theo để gieo trồng, chăm bón và nuôi dưỡng vụ mùa mới càng kỹ lưỡng càng tốt và luôn ghi nhớ những hệ quả đau lòng của sự bỏ bê trong quá khứ. Tuy nhiên, trong khi ghi nhớ những hệ quả quá khứ, đừng bao giờ cho phép bản thân bị quá khứ đánh bại những bài học mà nó mang lại là để phục vụ chứ không phải để nhấn chìm chúng ta trong suốt cuộc đời của mình chúng ta sẽ trải qua những mùa xuân và những mùa thu hoạch hạnh phúc tương lai của chúng ta ít khi là sản phẩm của bất kỳ vụ mùa nào nó là kết quả của nhiều cơ hội cá nhân đã được tận dụng hiệu quả hay đã bị lãng phí một cách đáng tiếc bởi lẽ hạnh phúc nằm ở những tác động tích lũy của các hành động trong quá khứ đó là lý do tại sao cần phải nghiên cứu các thành quả đã đạt được việc thường xuyên kiểm tra lại những thành quả của mình sẽ mang đến cho chúng ta một biểu đánh giá tuyệt vời về tình hình tận dụng cơ hội của bản thân các thành quả hiện tại là chỉ số ban đầu cho thấy tương lai sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục con đường hiện tại nếu các thành quả hiện tại là mỹ mãn vậy thì tương lai có thể sẽ mang lại vụ mổ bội thu tương tự nếu thành quả hiện tại không được như mong muốn, điều đó có nghĩa là chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn về những yếu tố có thể đã đưa đẩy chúng ta đi theo hướng sai lầm. Đo lường thành quả. Có nhiều cách đo lường thành quả của những nỗ lực trong quá khứ. Cách thứ nhất là nhìn vào những gì chúng ta đang có: nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng, tài sản đầu tư và tất cả những tài sản hữu hình khác đều là thước đo hiệu quả cho sự tiến bộ về vật chất. Tài sản phản ánh một khía cạnh trong giá trị hiện tại của chúng ta. Để đo lường giá trị của mình, chúng ta cần kiểm kê tài sản. Nói như thế không có nghĩa là tôi xui các bạn rằng cách duy nhất để đo lường giá trị một con người là nhìn vào danh mục kiểm kê các tài sản vật chất của họ. Có rất nhiều loại tài sản và những loại tài sản giá trị nhất trong cuộc sống. Niềm vui, sức khỏe, tình yêu, gia đình, trải nghiệm, bạn bè, sẽ luôn có trọng lượng hơn so với bất kỳ tài sản vật chất nào chúng ta có thể có dẫu vậy những gì chúng ta tích lũy được qua nhiều năm dưới hình thức các tài sản vật chất vẫn có thể là một thông số hữu ích cho thấy mức độ của những nỗ lực trong quá khứ và những thành quả khả dĩ đạt được trong tương lai nếu hiện tại chúng ta tích lũy được một lượng tiền và tài sản vật chất lớn vậy thì hẳn là chúng ta đang trên con đường chạm tay tới giấc mơ có tên là sự độc lập về tài chính. Tương tự, nếu danh sách các tài sản của chúng ta khá nhỏ bé, bất chấp những nỗ lực đã bỏ ra trong 10, 20 hoặc 30 năm lao động. Điều này cũng là một thông số cho thấy cần phải thay đổi điều gì đó. Có thể chúng ta phải có những thay đổi lớn về cường độ hoạt động để có thể gia tăng thành quả. Có thể chúng ta phải nâng cao kỹ năng, kiến thức hoặc nhận thức để tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội của cuộc sống hoặc có thể chúng ta cần điều chỉnh một vài chỗ trong triết lý cá nhân về tiền bạc và thái độ chi tiêu. Nếu chúng ta không cảm thấy mãn nguyện với những gì đã đạt được vào thời điểm này trong cuộc đời, vậy thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp để sửa chữa tương lai. Nếu không thay đổi con người hiện tại, chúng ta vẫn mãi sẽ chỉ thu về những thành quả tương tự nhau. Người gieo hạt không thay đổi, hạt giống không thay đổi thì những gì gặt hái được cũng vẫn chỉ thế mà thôi. Để thay đổi thành quả gặt hái, cần phải thay đổi hạt giống, đất trồng, hoặc thậm chí là cả người gieo hạt. Có lẽ người gieo hạt cứ khăng khăng muốn sử dụng một kế hoạch không hiệu quả. Có lẽ người gieo hạt đinh ninh rằng có thể lùi việc gieo hạt vào mùa hè thay vì bắt đầu từ mùa xuân. Khi mùa đông tới và cũng là lúc giáp hạt, người gieo hạt đứng trước cánh đồng cằn cỗi, đổ lỗi cho hoàn cảnh đã khiến đất đai không mang lại vụ mùa ấy như hứa hẹn. Đây là thời điểm lý tưởng để người gieo hạt đo lường, tức đánh giá những lý do tại sao đất đai lại không chịu hợp tác trong một kế hoạch được hoạch định kém cỏi. Nhưng thay vì đo lường và đánh giá, người gieo hạt lại than vãn và vẽ ra một danh sách các lý do đã đẩy họ vào tình cảnh kém may mắn này. Những gì chúng ta đạt được cho tới nay là kết quả của những nỗ lực và suy nghĩ trong quá khứ. Chúng ta đã thu thập được trí thông minh hay sự ngu dốt? và tương lai sẽ tạo ra những phần thưởng tương xứng với những gì chúng ta đã làm trong quá khứ chúng ta phải sử dụng thời gian của mình để lập kế hoạch lao động đánh giá đầu tư chia sẻ và điều chỉnh những hành động trong quá khứ đồng thời để bổ sung và kho tàng kiến thức của mình đây là những hạt giống cần phải thu hoạch dọc đường đi để có thể cải thiện chất lượng những thành quả của chúng ta một phương pháp quan trọng giúp đo lường các kết quả thu được là nghiên cứu kỹ về con người mà chúng ta đã trở thành. Chúng ta đã thu hút những người như thế nào đến với cuộc sống của mình? Chúng ta có được đồng nghiệp và hàng xóm tôn trọng? Chúng ta có để cao những niềm tin không? Chúng ta có cố gắng nhìn nhận sự việc thông qua lăng kính của người khác không? Chúng ta có lắng nghe con trẻ nói không? Chúng ta có thể hiện lòng tri ân chân thành đối với bố mẹ, bạn đời và bạn bè của mình không? chúng ta có trung thực và đạo đức trong việc giao dịch kinh doanh không? Bạn bè, đồng nghiệp có nhìn nhận chúng ta là người có lòng trung thực, không gì nay chuyển nổi không? Chúng ta có nhảy được điệu nhạc của người khác đánh không? Chúng ta có hài lòng với con người mà mình đã trở thành không? Những gì chúng ta đang có là kết quả của những trải nghiệm quá khứ và cách chúng ta xử lý chúng con người hiện tại của chúng ta cũng là kết quả của những thay đổi cá nhân mà chúng ta đã tình nguyện hoặc không tình nguyện thực hiện trong nhiều năm qua nếu không hài lòng với con người hiện tại vậy thì chúng ta phải thay đổi nó muốn thay đổi cuộc sống chúng ta phải thay đổi chính mình đó là một trong những điều cơ bản của cuộc sống con người hiện tại thu hút những gì chúng ta đang có khi thiết kế một tương lai tươi sáng hơn Kế hoạch của chúng ta phải tập trung phần lớn vào việc làm sao để trở thành con người tốt đẹp hơn bản thân mình hiện nay. Nếu chúng ta không hài lòng với những thành quả hiện tại, điểm bắt đầu thay đổi sẽ từ chính bản thân chúng ta. Mọi thứ chúng ta có trong cuộc sống, cả những tài sản hữu hình lẫn vô hình, đều là kết quả trực tiếp của con người chúng ta đang là. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta phải trở thành con người tốt đẹp hơn hiện tại để có thể thu hút nhiều điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có nếu ngày mai chúng ta mất tất cả chúng ta sẽ có thể dễ dàng thay thế chúng tại sao tại vì chúng ta đạt được chúng nhờ con người hiện tại của mình giả sử con người hiện tại không thay đổi dần dần chúng ta sẽ thu hút lại vào cuộc sống của mình mọi thứ đã đánh mất kiến thức cũ thái độ cũ Nỗ lực cũ và kế hoạch cũ sẽ luôn mang lại những kết quả cũ. Điều cơ bản này là nguyên nhân mang lại cả niềm phấn chấn và sự cảnh báo. Phấn chấn vì vào bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể bắt tay và thực hiện những thay đổi bên trong con người mình để thu hút thêm càng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đến với cuộc sống của mình. Cảnh báo Vì nếu không thực hiện những thay đổi cần thiết trên, nếu không chuyển những sai lầm thành những kỷ luật mới và biến ước mơ thành những kế hoạch cụ thể, và những hành động thông minh nhất quán chúng ta sẽ luôn thu về đúng những gì chúng ta đang có chúng ta sẽ luôn sống trong ngôi nhà cũ đi chiếc xe cũ quen biết những người bạn cũ trải nghiệm những nỗi bực dọc cũ và gặp phải những trở ngại cũ vì chúng ta không thay đổi sở dĩ luôn có thể đoán trước được thành quả là do thành quả được quyết định bởi con người hiện tại của chúng ta tích cực hành động hơn nữa mới chỉ là một phần câu trả lời câu trả lời thực sự nằm ở chỗ chúng ta phải trở thành con người tốt đẹp hơn hiện tại để cho những tiềm năng mới trở thành một phần gắn bó trong mọi việc chúng ta làm cuộc sống tốt đẹp hơn khi chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn chúng ta không thể đạt được nhiều hơn nếu không thay đổi con người mình trước tiên đó là một trong những điều cơ bản thu hút thành công chứ không theo đuổi thành công những giá trị cá nhân là thỏi nam châm thu hút tất cả những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của chúng ta. Giá trị cá nhân càng lớn, phần thưởng càng lớn. Vì giải pháp để có thêm là trở thành con người tốt đẹp hơn, nên chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những phương thức mới giúp gia tăng giá trị của mình. Tự chủ, thực hành kỷ luật, kiên nhẫn, lập kế hoạch, nỗ lực cao, đầu tư thành quả một cách thông minh xây dựng một thái độ sống cân bằng hành động nhất quán thu thập kiến thức thường xuyên đọc và một triết lý cá nhân hợp lý tất cả đều là những ví dụ hay về những cách thức giúp gia tăng giá trị bản thân cái cần phải theo đuổi là tích lũy thêm giá trị chứ không phải thu thập thêm nhiều thứ quý giá mục tiêu của chúng ta là phải nỗ lực điều chỉnh bản thân hơn mọi nỗ lực khác khi chú ý kỹ lưỡng hơn về triết lý thái độ và hành động chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực vào con người hiện tại và trong quá trình biến đổi này chúng ta sẽ thu hút nhiều điều đến với cuộc sống của mình hơn có được thành quả tốt đẹp hơn nhờ trở thành con người tốt đẹp hơn chúng ta phải trở thành con người tốt hơn trước rồi sau đó chúng ta mới thu hút chúng ta phát triển bản thân rồi mới có sự tiến bộ về mặt vật chất thật không may đại đa số dường như lại xoay ngược kế hoạch trên triết lý của họ là nếu tôi có thêm tiền, tôi sẽ trở thành người tốt đẹp hơn. Đó không phải là cách thức cuộc sống vận động. Có thêm của cải không khiến con người ta tốt đẹp hơn. Của cải chỉ phóng đại thêm những gì chúng ta đang là. Những người không thể tiết kiệm được một vài đồng từ khoản thu nhập ít ỏi hiện tại sẽ không bao giờ có thể tiết kiệm được nhiều tiền từ nguồn tài sản lớn ở tương lai. Kỷ luật cần thiết để buộc bản thân phải cho vài đồng tiền lẻ vào con lợn tiết kiệm hàng tuần cũng chính là kỷ luật cần thiết để mở tài khoản tiết kiệm hay quản lý một danh mục đầu tư. Ngồi nói về những tiến bộ dự định sẽ chỉ khiến chúng ta dậm chân tại chỗ và những lời hứa hẹn về tương lai sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Phải nhanh chóng kết hợp những lời hứa hẹn ấy với hành động. Nếu sau một khoảng thời gian hợp lý mà thành quả không xuất hiện, thì chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất niềm tin của người khác và cả lòng tự trọng của chính mình. Có thể chúng ta sẽ thấy rằng những người từng tin tưởng mình nay không còn tin nữa. Và sẽ đến một ngày chúng ta chỉ còn lại những ý định tốt đẹp và những lời tuyên bố không thành sự thật. Đó là những tổn thất đáng kể, cần phải ngăn chặn. Ngày phát hiện ra những tổn thất của mình cũng là cái ngày mà chúng ta nếm trải vị đắng của sự bỏ bê. Và ngày đó, chúng ta sẽ nhận thấy cái hệ quả đau đớn của việc tự lừa dối mình chỉ hoãn hành động và thất hướng. Liệu chúng ta có đọc sách, lập kế hoạch, sử dụng hiệu quả thời gian, đầu tư một phần thu nhập nâng cao kỹ năng, tham gia các lớp học phát triển kỹ năng mới và giao du với những con người tốt đẹp hơn để cải thiện khả năng thành công của mình không? Liệu chúng ta có nói sự thật, nâng cao khả năng giao tiếp, viết nhật ký và chú ý xây dựng tất cả những đức tính cần thiết để kiến tạo nên thành công không? hay là chúng ta hài lòng với việc để thời gian trôi đi trong khi chúng ta dần dần để mất lòng tin sự tôn trọng của người khác và có lẽ là cả một vài thứ tài sản giá trị cũng như mối quan hệ giá trị mà những nỗ lực trong quá khứ đã phải chật vật lắm mới thu hút được liệu chúng ta có tiếp tục lười biếng ngồi một chỗ trong khi các ước mơ bị nghiền nát thành những vụn ký ức bởi hy vọng đã nhường chỗ cho thất vọng chắc chắn là không rồi những phần thưởng tương lai luôn đợi chúng ta chúng ta đã từng mơ ước nên chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể mơ ước lại chúng ta đã tin tưởng nên chắc chắn là chúng ta có thể tin tưởng lại dù ngay lúc này đây chúng ta đang ở vào vị trí nào chúng ta vẫn sẽ có khả năng thay đổi tất cả hành trình đến với thành công dài hàng nghìn bước và nó bắt đầu với một cuốn sách hay một lời hứa được giữ nó bắt đầu với sự thức tỉnh tinh thần đang ngủ say về tất cả những mơ ước lẽ ra đã thành hiện thực bất cứ khi nào có thể chúng ta cũng có thể đứng lên và thực hiện bước đi đầu tiên trên hành trình dẫn lối tới một cuộc sống tốt đẹp hơn không thể trông chờ vào thành quả chỉ vì chúng ta vừa mới bắt đầu hành động nhưng với nỗ lực không ngừng và những bước đi vững vàng các phần thưởng tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện giá trị của những kỹ năng mới Phát triển kỹ năng mới là một yêu cầu thiết yếu nếu chúng ta muốn tạo ra những sự tiến bộ quan trọng và cải thiện chất lượng các hoạt động của mình. Một người có thể dùng búa chặt cây, nhưng việc này có thể kéo dài tới 30 ngày. Nếu học cách dùng dìu, anh ta có thể đạt được mục tiêu tương tự chỉ trong 30 phút. Cuộc sống và công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn khi kiến thức được kết hợp với những kỹ năng mới. Kỹ năng là sự tinh chỉnh các khả năng hiện tại bổ sung thêm các tài năng mới thu nhận được. Đó là kết quả của sự may mắn nghiên cứu được thúc đẩy bởi trí tò mò. Đó là kết quả của sức sáng tạo và trí tưởng tượng khi được áp dụng thông minh và các phương pháp mới. Đó là sản phẩm của những nỗ lực được tinh chỉnh khi chất lượng hoạt động phát triển lên những tầm cao mới. Kỹ năng cũng là một sự hiểu biết rõ ràng về nhiệm vụ cần làm, và sự hiểu biết này đến từ quá trình nghiên cứu bền bỉ và những quan sát nghiêm túc, kỹ năng là thứ đạt được khi con người trở thành bậc thầy về một công việc nhất định nào đó kỹ năng là sự tự tin hoàn toàn vào năng lực và khả năng kiểm soát nhiều yếu tố xung quanh công việc mà chúng ta làm kỹ năng là quá trình học hỏi kỹ năng là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm và lòng quyết tâm không mỏi mệt để khiến những điều tốt đẹp trở nên tốt đẹp hơn những ai mong muốn có được thành công và hạnh phúc trước tiên phải nắm chắc càng nhiều kỹ năng càng tốt kết hợp tất cả các kỹ năng mới và cũ lại với nhau để tạo nên một tài năng độc nhất. Với giá trị tích lũy của các kỹ năng và tài năng, mọi thứ đều có thể. Bước đi đầu tiên để gặt hái những thành quả tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể thay đổi thành quả đạt được nhiều hay ít, phụ thuộc chủ yếu vào trí tưởng tượng. Vào năm 1960, về mặt công nghệ, con người không thể du hành trong vũ trụ. Thế nhưng chỉ 10 năm sau, con người đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Quá trình biến ước mơ thành hiện thực thần kỳ này bắt đầu khi một tiếng nói cất lên, thách thức cộng đồng khoa học thực hiện tất cả những gì cần thiết để xem liệu nước Mỹ có thể đưa con người lên mặt trăng vào cuối thập kỷ này hay không. Thách thức đó đã đánh thức tinh thần của cả một dân tộc bằng cách gieo hạt giống của thành tựu tương lai khả thi vào mảnh đất màu mỡ của trí tưởng tượng. Chỉ với một thách thức táo bạo đó mà điều bất khả đã trở thành thực tế. Một người nghèo có thể trở nên giàu có không? Dĩ nhiên là có rồi. Sự kết hợp độc đáo giữa khát vọng, kế hoạch, nỗ lực và sự kiên trì luôn tạo ra phép màu. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu công thức thành công này có tác dụng không, mà liệu con người có chịu áp dụng thực hiện công thức ấy hay không? Đó là một biến số chưa biết, đó là thách thức đối với tất cả chúng ta mọi người đều có thể đi từ vị trí hiện tại của mình tới vị trí mà mình mong ước không ước mơ nào là không thể nhưng trước hết chúng ta phải có đủ dũng khí để tin tưởng vào ước mơ của mình đã nếu chấp nhận trả giá lời hứa hẹn của tương lai sẽ thuộc về chúng ta giải quyết những khó khăn về tài chính là việc dễ làm nhưng cũng dễ không làm nếu chúng ta nỗ lực mãi mà vẫn không nắm bắt được phần thưởng nào vậy thì tốt nhất là hãy nhìn nhận một cách thành thực vào các thành quả mà mình đã đạt được nếu không thấy thành quả nào thì chắc hẳn đã có sai sót ở đâu đó không gặt hái được thành quả nào là triệu chứng của một vấn đề cần phải được giải quyết và điều chỉnh bỏ qua triệu chứng này sẽ chỉ càng kéo dài sự tồn tại của nguyên nhân một vấn đề hiếm khi tự điều chỉnh được ngược lại một vấn đề khi bị bỏ mặc sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn. Những người chỉ nhận về những thành quả nghèo nàn thường có một danh sách dài dằng dặc gồm vô số những nguyên nhân để biện hộ cho sự tiến bộ ít ỏi của mình. Khi đó, những thứ được liệt kê trong danh sách trên không phải là lời biện hộ, mà chúng chính là những nguyên nhân. Họ đổ lỗi cho công ty, cho ông chủ, cho chính sách thuế. Họ đổ lỗi cho cha mẹ, thầy cô hay hệ thống. Đôi khi họ còn đổ lỗi cho cả quốc gia nữa. Ở Mỹ không hề thiếu cơ hội mà chỉ thiếu những người sẵn sàng tận tâm tận lực giải quyết những yếu tố cơ bản mà thành công đòi hỏi. Thường xuyên kiểm tra thành quả. Chúng ta không thể chờ đợi 10 năm để xem liệu kế hoạch, triết lý sống, thái độ cá nhân hay các nỗ lực của mình có cần điều chỉnh ở khía cạnh nào hay không. Cái giá của sự bỏ bê và trì hoãn có thể là rất cao cần phải thường xuyên đo lường sự tiến bộ việc đánh giá những chỉ số chính trong mọi khía cạnh của đời sống là một dấu hiệu cho thấy lối tư duy có trách nhiệm tần suất kiểm tra các thành quả đạt được phụ thuộc vào việc chúng ta mong muốn mình đi xa tới đâu đích đến càng xa chúng ta càng phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra này nếu chúng ta chỉ dự định đi đến cuối phố thì việc đi chạy vài độ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng nếu chúng ta nhắm tới một vì sao xa xôi thì việc tính toán sai lầm, dù chỉ một độ, cũng có thể khiến chúng ta đi xa mục tiêu đến hàng triệu dặm. Càng lâu phát hiện ra sai lầm nhỏ bé này trong tính toán, chúng ta càng phải bỏ ra nhiều công sức hơn để quay về đúng quỹ đạo. Và cái hệ quả lớn hơn nữa là thời gian có thể sẽ phá hủy khát vọng quay về lộ trình cũ của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận cái sai lầm nhỏ bé ấy và từ bỏ những ước mơ mình đã ấp ủ đạt tiến bộ lớn trong khoảng thời gian hợp lý đạt tiến bộ lớn trong khoảng thời gian hợp lý đó là một thách thức lớn của cuộc sống đó là điều tạo nên cả mục đích và giá trị trong cuộc sống của chúng ta nếu đối mặt với thách thức này bằng lòng nhiệt tình và hy vọng thành công chúng ta sẽ không thể lấy hoàn cảnh hiện tại làm lời biện hộ khi không đạt được sự tiến bộ đáng kể khi hoàn cảnh gây cản trở cho sự tiến bộ phải coi đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không phải là cái cớ để buông tay những khó khăn mà chúng ta gặp phải có một mục đích riêng chúng thử thách sức mạnh trong sự quyết tâm của chúng ta nếu những mong muốn của chúng ta đủ mạnh khi đó trong chúng ta sẽ xuất hiện một thôi thúc để tìm kiếm những giải pháp và trong lúc thức tỉnh sức mạnh sáng tạo đồng thời tăng cường nỗ lực để chinh phục mỗi vấn đề mới phát sinh chúng ta đồng thời đang thúc đẩy tốc độ tiến bộ nếu không có những thách thức cần xử lý có khi chúng ta phải mất gấp đôi thời gian mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình đường đi dễ dàng càng khiến chúng ta lơ là chậm chạp trong khi vẫn cảm thấy mãn nguyện vì biết rằng thành công đã nằm gọn trong tầm tay nếu trên con đường xuất hiện nhiều chướng ngại vật chúng ta sẽ lục lọi sâu hơn nữa trong con người mình để tìm kiếm thêm những thiên tài năng lực và sức mạnh mà trước đó chúng ta không hề biết là mình có việc chinh phục những thách thức đó khiến lòng tự tin của chúng ta được nâng cao từ đó đưa chúng ta tiến xa hơn và nhanh hơn về phía thành công nếu không đạt được sự tiến bộ lớn trong một khoảng thời gian hợp lý nguyên nhân có thể là vì mục tiêu của chúng ta là quá nhỏ nhặt thật khó cảm thấy hào hứng trước những phần thưởng không đáng kể nguyên nhân cũng có thể là chúng ta chưa thực lòng tin tưởng vào những ước mơ của mình hay cụ thể hơn chưa tin tưởng vào năng lực biến ước mơ thành sự thật của mình thay vì đứng lên đối mặt với thách thức chúng ta lại lấy chúng làm cơ hội rút lui khỏi cuộc đối đầu này đó là lý do tại sao việc thường xuyên kiểm tra thành quả lại quan trọng đến như thế nếu chúng ta không đạt được sự tiến bộ lớn trong một khoảng thời gian hợp lý thì rõ ràng đã có sai sót ở đâu đó có thể là sai sót về mục tiêu hay về việc thực thi các kế hoạch những gì có thể xảy ra đều có thể xảy đến với tất cả mọi người xét cho cùng trong cả đời người tất cả chúng ta đều gặp phải những hoàn cảnh tương tự nhau điểm khác biệt nằm ở chỗ có người chọn cách lấy chúng làm cái cớ biện minh cho những hành động kém cỏi trong khi những người khác lấy chúng làm động lực phát triển và thúc đẩy họ vươn tới những tầm cao thành tựu mới tất cả chúng ta đều có cả cơ hội đi kèm với nghịch cảnh tất cả chúng ta đều có lúc ốm đau và có lúc khỏe mạnh. Những cơn bão đời ập đến với cả người giàu và người nghèo. Vậy đấy, bất luận điều gì xảy ra đều có thể xảy đến với tất cả chúng ta. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở cách thức tiếp cận của mỗi người. Yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống không phải là những gì xảy ra mà là cách phản ứng của chúng ta trước những gì xảy ra. Khi mong muốn hoặc cần thành quả, chúng ta thường có xu hướng muốn thành quả đến ngay nhưng quy luật về gieo trồng và gặt hái cho chúng ta biết rằng nếu muốn gặt hái vào mùa thu, chúng ta phải gieo trồng vào mùa xuân. Chúng ta phải tận dụng mùa hè để giúp cây cối phát triển nhanh bằng cách canh trường sự xâm nhập của các loài côn trùng và cỏ dại. Chúng ta phải tiếp tục các hoạt động của mình bất kể những nhu cầu hiện tại ra sao. Ngày hái quả chắc chắn sẽ đến, nhưng nó sẽ đến vào đúng vụ. Mọi thứ đều có thời điểm thích hợp và mỗi mục đích trong cuộc đời cũng vậy một thời điểm để ra đời và một thời điểm để chết đi một thời điểm để trồng trọt và một thời điểm để gặt hái một thời điểm để khóc và một thời điểm để cười một thời điểm để than vãn và một thời điểm để nhảy múa hát ca một thời điểm để yêu và một thời điểm để ghét một thời điểm để chiến tranh và một thời điểm để hòa bình thành quả không đáp ứng nhu cầu thành quả đáp ứng nỗ lực lao động, hành động. Nếu chúng ta đã hoàn thành phần việc của mình, thành quả chúng ta cần sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian hợp lý. Sự bỏ bê càng làm gia tăng những thách thức tương lai. Tùy những thách thức có thể phục vụ cho một chức năng giá trị là giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình, nhưng không cần phải chủ động mời gọi chúng xuất hiện trong cuộc sống. 10 năm nữa, tất cả chúng ta đều sẽ đang yên vị ở đâu đó vấn đề là ở đâu. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để điều chỉnh tương lai 10 năm tới. Không cần chúng ta phải tạo ra, cuộc sống sẽ tự động mang đến cho chúng ta đủ trở ngại cần vượt qua. Một trong những cách thức tốt nhất để giảm thiểu các thách thức của tương lai là dự tính trước thành quả của sự bỏ bê ở hiện tại. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng liên quan đến sự chú ý của chúng ta đối với những yếu tố cơ bản trong 90 ngày qua, mình đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? Tháng trước mình có rèn luyện thân thể thường xuyên không? Năm ngoái mình đã đầu tư bao nhiêu phần trăm thu nhập? Tuần trước mình đã viết bao nhiêu bức thư? Tháng này mình đã viết nhật ký bao nhiêu lần? Câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thiết yếu về tiềm năng tiến bộ và gặt hái phần thưởng trong tương lai nếu không thể tự rèn luyện mình trong những việc nhỏ chúng ta sẽ không đủ kỷ luật để tận dụng những cơ hội lớn khi chúng xuất hiện mỗi sai lầm bị kỷ luật đánh bại đều trở thành viên gạch lát đường dẫn lối tới thành công tương lai và đó cũng là cách hoàn thiện câu đố cuộc đời gặt hái lần lượt từng thành công giá trị của lòng tự tin trong việc quyết định thành quả những ai theo đuổi cuộc sống tốt đẹp không bao giờ được cho phép mình an phận với những gì thấp hơn khả năng của mình làm việc ít hơn tiềm năng thực tế có một hiệu ứng tai hại nó làm xói mòn sự tự tin và hủy hoại lòng tự trọng của chúng ta làm việc ít hơn khả năng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thái độ của chúng ta nó đẩy chúng ta xuống một cái hố không đáy của những cảm xúc tiêu cực đồng thời mang đến những thành quả đáng xấu hổ làm việc ít hơn khả năng mang đến cảm giác tội lỗi cảm giác tội lỗi dẫn tới sự lo lắng và sự lo lắng sinh ra nỗi ngờ vực bản thân tiếp đến là một tổn thất không thể tránh khỏi đối với lòng tự tin và lúc này bản kế hoạch thất bại hầu như đã hoàn tất càng cảm thấy mình kém năng lực chúng ta càng làm ít đi và hành động ít ỏi đồng nghĩa với những thành quả nghèo nàn thành quả kém cỏi dẫn thái độ tồi tệ Tới thời điểm này, vòng xoáy tiêu cực đã bắt đầu và chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ vụt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tất cả những điều đó bắt đầu như thế nào? Chúng bắt đầu từ khi chúng ta cho phép mình làm việc ít hơn khả năng sẵn có. Khối lượng những việc cần làm, nhưng không làm ngày càng gia tăng, làm xói mòn lòng tự tin của chúng ta đối với bản thân và đối với khả năng về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng vẫn có giải pháp cho những ai đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy tiêu cực này. Giải pháp đó là sửa đổi thái độ của mình. Điều đó sẽ đặt chúng ta vào một vị trí tốt hơn để bắt đầu quá trình hành động. Khi tăng cường hành động, chúng ta có thể tạo ra nhiều thành quả mới. Từ những thành quả ban đầu này, lòng tự tin của chúng ta sẽ bắt đầu phát triển trở lại. Và khi lòng tự tin được củng cố, chúng ta sẽ có động lực tham gia vào những hoạt động mới, có thể mang đến những thành quả mới và điều đó sẽ càng cải thiện thái độ của chúng ta hơn nữa rồi đột nhiên cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát trước đây bỗng trở thành một cuộc sống hướng đến lực kéo của tương lai cuộc sống này bắt đầu với việc làm bất kể điều gì cần thiết để thay đổi thái độ xuất phát điểm của mọi tiến bộ và thành tựu của loài người đôi khi liều thuốc hữu hiệu nhất dành cho một thái độ yếu kém là hành động chúng ta có thể thấy bản thân mình có một thái độ chấp nhận được và chỉ cần tham gia vào một hoạt động nào đấy là có thể phát huy tài năng của mình. Có câu nói thông thái rằng kẻ yếu là kẻ cho phép thái độ kiểm soát hành vi, kẻ mạnh là kẻ buộc hành vi kiểm soát suy nghĩ. Dù công thức thành công có bắt đầu từ hành vi hay thái độ thì bước đi thiết yếu ở đây vẫn là sửa chữa một trong hai yếu tố đó. Chính sự thiếu hoạt động, bất chấp nguyên nhân là gì, mới là điều không thể chấp nhận nổi hành động có thể bắt đầu bằng việc viết một lá thư lẽ ra đã nên viết từ lâu hay thực hiện một cuộc gọi khó khăn nhưng quan trọng nó cũng có thể bắt đầu bằng việc mua một cuốn sổ nhật ký hay đọc một cuốn sách nó cũng có thể là hành vi đơn giản như với tay tắt radio và bật băng cassette cung cấp những kiến thức mới cho bản thân bất cứ khi nào thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn chúng ta hãy tìm ra điều gì đó đáng làm để thay đổi hoàn cảnh theo chiều hướng tốt hơn ban đầu có thể chúng ta sẽ phải hành động trong sự thiếu tự tin chúng ta có thể phải hành động bất chấp nỗi sợ hãi nhưng những sự ngờ vực và sợ hãi này chắc chắn sẽ phải lùi bước khi trong chúng ta xuất hiện một lòng quyết tâm hành động không gì lay chuyển nổi thành quả thu về từ những hành động ban đầu của niềm tin này sẽ trở thành nền tảng để chúng ta xây dựng nên một cuộc đời hoàn toàn mới thành quả không chỉ là mục tiêu cần hướng tới chúng là những hạt giống tạo nên niềm vui và sự thịnh vượng của tương lai mỗi thành quả mà chúng ta đạt được dẫu nhỏ bé đến đâu đều là một bước chắc chắn tiếp theo hướng đến cuộc sống viên mãn chúng ta nên vươn xa tới đâu dường như mọi hình thức sống trên hành tinh này đều nỗ lực phát huy tối đa tiềm năng của mình ngoại trừ loài người. Một cái cây không bao giờ mọc tới nửa kích thước tiềm năng của nó rồi nói: "Chắc tôi chỉ làm được đến vậy." Một cái cây sẽ vươn bộ rễ của mình, cắm càng sâu vào lòng đất càng tốt. Nó sẽ hút lên càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Thân vươn càng cao, tán lá xòe càng rộng càng tốt, tới kịch điểm sự cho phép của tự nhiên. Và rồi nó sẽ nhìn xuống chúng ta như thể nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có thể trở thành người như thế nào nếu chịu thực hiện tất cả những gì mình có thể tại sao loài người hình thức sống thông minh nhất trên trái đất lại không nỗ lực phát huy tiềm năng tối đa của bản thân tại sao chúng ta lại tự cho phép mình dừng lại ở giữa cuộc hành trình tại sao chúng ta không liên tục cố gắng trở thành tất cả những gì mà chúng ta có thể là lý do ở đây rất đơn giản chúng ta được trao cho sự tự do trong lựa chọn trong hầu hết các trường hợp, quyền lựa chọn là một món quà. Nhưng xét từ góc độ thực hiện tất cả những gì chúng ta có thể với những khả năng và cơ hội trước mắt, lựa chọn đôi khi lại là một lời nguyền tai hại chứ không phải là một phép màu được ban tặng. Thường thì chúng ta sẽ chọn cách làm việc ít hơn khả năng thực tế. Chúng ta muốn nằm dài nghỉ ngơi dưới bóng râm mát của một cái cây hơn là bắt chước quá trình vật lộn để vươn cao của nó. Hai lựa chọn mà chúng ta đối mặt mỗi người đều có hai sự lựa chọn rõ ràng về những gì chúng ta sẽ làm với cuộc sống của mình lựa chọn thứ nhất là trở thành con người kém cỏi hơn so với con người mà chúng ta có thể trở thành thu nhập ít hơn tài sản ít hơn đọc ít hơn và tư duy ít hơn cố gắng ít hơn và kỷ luật ít hơn đây là những lựa chọn dẫn tới một cuộc đời trống rỗng đây là những lựa chọn dẫn tới một cuộc sống triền miên trong sợ hãi thay vì một cuộc sống tràn đầy những dự tính tuyệt vời lựa chọn thứ hai là gì là làm tất cả là trở thành tất cả những gì chúng ta có thể là đọc mọi cuốn sách chúng ta có thể là kiếm được thu nhập cao như chúng ta có thể là chia sẻ và cho đi tất cả những gì chúng ta có thể là cố gắng là tạo ra là thành tựu tất cả những gì chúng ta có thể tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn đó làm hay không làm sống hay không sống trở thành tất cả hay trở thành một phần hay chẳng là ai cả giống như cái cây nọ tất cả chúng ta đều có chung một thách thức đáng giá là làm sao để vươn cao vươn rộng tới tận cùng các chiều kích năng lực của bản thân tại sao lại không làm tất cả những gì có thể vào mọi khoảnh khắc có thể với những nỗ lực cao nhất có thể trong một khoảng thời gian lâu nhất có thể Mục tiêu tột cùng trong cuộc sống nên là sáng tạo nên tất cả những gì mà tài năng, năng lực và lòng khao khát của chúng ta cho phép. Chấp nhận những gì thấp kém hơn điều mà chúng ta có thể làm, đồng nghĩa với thất bại trong nhiệm vụ đáng giá bậc nhất này. Thành quả là thước đo tốt nhất cho thấy sự tiến bộ của con người, không phải những cuộc nói chuyện, không phải những lời biện minh, mà là thành quả. Và nếu thành quả đạt được thấp hơn tiềm năng vươn tới của chúng ta, khi đó chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Những phần thưởng giá trị nhất luôn dành cho những ai mang lại giá trị cao nhất cho bản thân và thế giới xung quanh dựa trên con người mà họ đã và đang trở thành. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung chương 4 của cuốn sách Những mảnh ghép cuộc đời của tác giả Jim Rohn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với chương số 5 Lối sống Bây giờ, tủ sách nhỏ xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn